Xin mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện Lâu đài của ngoại của tác giả Võ Nhật Thủ. Tôi về lại quê đúng 6 năm từ ngày mãn tang ngoại. Xe taxi dừng lại, tôi nói với chồng: "Mình xuống xe đi anh." Chồng tôi mở cửa xe bước ra cứ ngơ ngác nhìn đất nhìn trời. Tôi chỉ vào ngôi nhà cấp 4 siêu vẹo bên đường và bảo: "Đây là nhà ngoại em." chồng vẫn chưa nói nên lời. Lái xe cùng anh phụ đưa hành lý vào trong hiên nhà. Tôi trả tiền, chiếc xe vừa chạy đi, tôi mở cửa vào nhà. Cửa không khóa, bị mối mọt ăn gần hết, ngôi nhà trống hoang. Trên mái, một vạt ru mè mục nát làm đổ cả ngói, lộ ra một khoảng trống, nhìn lên thấy cả bầu trời. Cửa buồng cũng bị mục, tôi xô nhẹ, tấm cửa bị ngã nhào rất hẳn vào bên trong căn buồng ngủ của ngoại và tôi ngày nào giờ bị trống hoác bị ru mè hỏng nát ngói rớt bể vương vãi trên nền nhà Hồi mốc lâu ngày không có người ở có mùi khu khú tôi quay lại bảo với chồng anh giúp em dọn đống ngói đổ này với đêm nay mình bắt đầu nghỉ lại đây sao bộ em tính tuần trăng mật của mình sẽ ở lại đây sao tôi cười đúng rồi anh hối hận à chồng tôi dịu giọng không anh không hối hận nhưng thấy ngạc nhiên vậy mình cùng dọn nhà trước đã chúng ta cùng hưởng tuần trăng mật ở khách sạn ngàn sao này ai như con linh về phải không tôi nhận ra tiếng người quen bên ngoài chạy ra dì năm con nè con vừa về nè tôi quay lại Chồng đứng phía sau. Đây là dì Năm hàng xóm nhà bên cạnh. Còn đây là chồng con, anh Lâm. Chồng tôi cúi đầu lễ phép chào dì. Dì Năm cầm tay tôi, nhìn chồng tôi. Ôi trời, thằng cháu rể tui, đẹp trai chưa kìa. Chơ cưới hỏi hồi mô rứa. Dạ, tụi con mới đám cưới hai ngày ạ. Hôm nay con đưa chồng về thăm quê tiện sửa sang lại nhà và mộ bà ngoại dì cho con mượn cuốc chổi để dọn dẹp ngôi nhà nhé bộ tụi bay định ngủ đây à dạ tụi con hưởng tuần trăng bật ở đây mà gì dì, dì năm về bên nhà lấy qua nào liềm nào chổi nào cuốc rồi sang giúp vợ chồng tôi dọn dẹp dì bảo hay tụi bay qua nhà dì ngủ đi dạ con cảm ơn dì con đã chuẩn bị giường phao, mùng mền hết cả rồi. Tụi con sẽ ngủ bên này, không sao đâu gì ạ. À? Vậy, qua khiêng cái giường của ngoại con về mà nằm, con đi bỏ nhà hoang, thấy cái giường gỗ tốt chắc, dì mang về bên nhà, cứ nghĩ biết đâu một ngày con sẽ về. Nghe dì nói tôi mừng như bắt được của. Ôi, chiếc giường của ngoại vẫn còn hả dì? Trời đất con mừng quá. Anh Lâm, qua khiêng giúp em với. Chiếc giường vẫn còn chắc cứng như ngày xưa tôi và ngoại vẫn nằm. Dì Năm giúp chồng tôi đặt lại nơi mà trước đây nó vốn dĩ, được ngoại đặt nằm bao nhiêu năm. Tất cả những thứ cần thiết như dây điện, bóng đèn, tôi đã mua sẵn mang về. Thoáng một chút, bằng sự tháo vát của chồng mà nguồn điện vốn bị đứt mấy năm, đã được nối lại. Sau gần nửa buổi chiều vất vả của hai vợ chồng, cùng với sự giúp đỡ của dì Năm, Ngôi nhà dù trống hoang, nhưng đã đủ ánh sáng và nơi đặt bếp chuẩn bị cho những ngày bận rộn sắp tới trong mùa trăng mật của chúng tôi. Tôi làm một mâm cơm nhỏ, trước là để cúng ngoại, sau là để khấn và thưa với vong linh ngoại về chồng mình. Tôi mời vợ chồng dì năm và các cháu cùng dự bữa cơm thân mật. Trong lúc ăn, tôi tranh thủ hỏi dưỡng năm để tìm tổ thợ nề về sửa sang lại ngôi nhà và mộ phần của ngoại. Chú Sáu Tiến là thợ hồ trong làng, được dựng năm điện thoại để tôi chào hỏi và mời đến. Tôi nói về kế hoạch, chú chịu giúp ngay. Ngày mai sẽ bắt đầu thi công bằng hai tổ thợ, một tổ sửa nhà, một tổ sửa mộ. Tôi mừng ghê. Đêm đầu tiên trở về ngủ lại nơi chiếc giường ngoại ngày xưa, tôi không tài nào chợp mắt được. Chồng tôi sau một ngày đi xa, cộng với nửa ngày lao động vất vả sau cái ôm tôi nồng nàn đã lịm vào tiếng ngáy ngon lành tôi nhìn lên nơi lỗ thủng trần nhà ánh trăng bên ngoài lọt vào gian buồng sáng bàng bạc một khoảng không kỳ lạ tôi cứ mường tượng lỗ thủng có ánh trăng lọt vào là đôi mắt của ngoại ngoại đang nhìn tôi hiền dịu và yêu thương tôi sờ tay vào thành giường nghe như hơi ấm ngoại còn đâu đây ngoại ơi con đã về nè con thấy ngoại rồi ngoại đang từ một nơi xa thật xa nhìn con bằng ánh mắt của ngoại ngày xưa con biết ngoại vui lắm chiếc giường dù không còn ngoại nhưng con đã có người đàn ông thay ngoại đắp cho con hơi ấm của tình yêu ảnh đó ảnh đang nằm hạnh phúc trên chiếc giường của bà cháu mình ngày xưa đó ngoại tôi khẽ ngồi dậy mở sách lấy tập nhật ký của mẹ ra ngoài, bật điện đọc lại những trang vàng ố. Cuốn nhật ký bao lần quặn lòng, tôi muốn vứt đi, muốn quên hết thảy cả hình ảnh người mẹ đã bỏ tôi, bỏ bà, để biển biệt ra đi. Nhưng mỗi lần định ném vào lửa, tay tôi lại trùng xuống, tôi không thể nào ném được. Có một cái gì đó cứ ngăn tôi lại, tình mẫu tử trăng, tôi không biết lâu lắm rồi tôi không đọc lại đêm nay tôi lật lại từng trang dẫu sao mẹ tôi cũng có niềm đau và nỗi buồn bởi bà gần như là mất hết tất cả tình yêu sự nghiệp và chỉ để nhận lại sự kinh miệt của xóm giềng khi sinh ra tôi là một đứa con chửa hoang trang nhật ký của mẹ đưa tôi về vùng núi huyện hiên xa lơ mà tôi chỉ nghe chứ chưa một lần đến cô giáo trẻ là mẹ tôi, sau khi xong trung cấp sư phạm, được điều về làm giáo viên ở vùng núi thăm thẳm ấy. Mẹ tôi chôn cả tuổi thanh xuân suốt 10 năm nơi vùng đất mà chủ yếu là đồng bào dân tộc. Họa hoàn lắm, mẹ mới về thăm bà trong những dịp dỗ Tết. Tình yêu đã đến với mẹ, đó là tình cảm bắt đầu bằng tiếng hát của một tâm hồn nghệ sĩ đồng điệu từ người thanh niên thành phố trong phong trào đoàn tăng cường cho miền núi tình yêu của mẹ ngọt ngào bao nhiêu thì nhận trái đắng bấy nhiêu khi mẹ tôi mang trong mình giọt máu của người đàn ông ấy cuộc tình tan theo buổi chi ly khi người đàn ông mà sau này là ba tôi hết hạn tăng cường về lại thành phố gái không chồng mà chửa mẹ tôi bị hạ tầng công tác bị kiểm điểm và cuối cùng là bị cho thôi việc phải ngậm ngùi về quê thói quê từ bao đời với cái giường mối gọi là gia phong mà mẹ tôi bị xóm giềng ghẻ lạnh soi mói bà tôi chỉ biết thở dài thương con khi người đàn ông kia không đoái hoài đến cái thai ngày một lớn tôi ra đời trong sự tủi nhục ấy của mẹ và của bà Mẹ chút hết thù đời vào ba tôi mà sau này tôi biết đó là cách đặt tên tôi. Hồi nhỏ bà tôi cứ gọi tôi là bé Linh nhưng tên trong khai sinh của tôi là Linh Hoàng Tấn Linh. Cái tên nghe chẳng giống ai. Tôi hỏi ngoại là sao mẹ tôi lại đặt tên con kỳ lạ như vậy nhưng ngoại tôi không nói. Sau này đọc nhật ký của mẹ, tôi biết rằng Tên tôi chính là tên người ba vô thừa nhận của tôi. Ông ấy là Huỳnh Tấn Loan. Mẹ tôi lái lại, đặt tên tôi là Hoàng Tấn Linh. Mẹ tôi bỏ lại tôi cho bà khi tôi tròn tuổi. Bán chỉ vàng làm bốn. Mẹ theo bạn bè ra biên giới buôn hàng cấm. Ấy là tôi nghe ngoại kể lại. Những năm đầu, bà còn gái nhà thăm tôi, thăm ngoại. Dần già thưa dần thưa dần rồi không trở về nữa. Bà đã bỏ lại quá khứ cuộc đời mình với nỗi hận tình, hận luôn quê hương, dù nơi ấy còn mẹ già và cả đứa con mang nặng đẻ đau với một năm, được gọi là làm mẹ. Sau này nghe bà kể, mẹ tôi đã có chồng ở một nơi nào đó của xứ Lạng Sơn. Tôi mồ côi mẹ đẻ từ đó, nhưng người mẹ đích thực của cuộc đời tôi từ khi hơn một tuổi và mãi đến sau này là ngoại. Tôi như nghiện hơi ấm của ngoại. Từ lúc bé thơ cho đến mãi sau này khi đã thành thiếu nữ, tôi vẫn thích được về nằm bên ngoại, dúi đầu vào bầu ngực nhăn nheo của ngoại để nghe lời du bằng những chuyện cổ tích và thấm từng hơi trầu thơm thoảng ra từ miệng ngoại. Khi tôi học lớp 2, kỳ nghỉ hè, ngoại đưa tôi ra thành phố lần tìm đến địa chỉ của nhà ba tôi. Ngoại hy vọng ba tôi, dù đã dứt tình với mẹ, nhưng vẫn nhìn tôi là con, để tôi có chỗ an ủi là có cha, có ông bà nội. Tôi nhớ mãi ngày đó, bà cháu tôi lếch thách đi đò tìm lần sâu trong một kiệt phố quanh co. Khi biết đúng nhà cần tìm, ngoại tôi e dè gặp người đàn bà mà tôi nghĩ là bà nội tôi. Tôi ngồi ngoài hiên, còn hai người vào trong nhà, không biết ngoại tôi nói gì mà bà kia lớn tiếng, khoát tay xua đuổi bà cháu tôi. Bà đi đi, đây không phải là chỗ bà tìm. Con tôi không có con rơi con rớt mô hết, đừng đem oan ra đến nhà tôi. Bà tôi nước mắt lưng tròng như van xin, nhưng bà kia vẫn cứ đuổi. Tôi thương ngoại, chỉ biết nhìn bà không nói nên lời. Cuối cùng bà tôi gạt nước mắt. Thôi, bà cháu mình về đi con bà dắt tôi ngược hướng lúc nãy để tìm ra đường chính tôi còn nghe bà hàng xóm hỏi là ai mà bà to tiếng rứa bà nội tôi trả lời à hai bà cháu ăn xin thôi mà đêm đó tôi về ôm bà rúi đầu vào ngực như mọi khi nhưng nhớ đến cảnh lúc sáng mà thương bà ôm chặt tôi hơn một dòng nước ấm thấm vào tóc tôi. Tôi biết bà đang khóc. Từ ngày đó tôi tự xem mình như là đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chút hy vọng cuối cùng để tôi được một người cha nhìn nhận trong lòng bà đã bụng vỡ. Kỳ lạ. Từ hôm sau, mắt bà tôi giáo hoành như chưa có chuyện gì xảy ra của ngày hôm qua. Bà nói cười và tần tảo với cái quán nhỏ bán vài thứ tạp hóa lặt vặt của bà bên bờ kênh. Cái quán ấy là ngôi nhà thứ hai của tuổi thơ tôi. Vì ban ngày, bà tôi ngồi bán ở đó. Tôi vừa phụ bà, vừa học bài. Tôi lớn lên trong tình thương mênh mông của ngoại. Bầu sinh lực còn lại của bà dành hết cho tôi. Tôi là niềm vui, niềm thương và là niềm an ủi còn lại của bà. Bởi đứa con gái duy nhất của bà là mẹ đã biển biệt không về. May thay tôi được trời cho tư chất thông minh bao năm học hành tôi luôn đứng đầu lớp nên tôi luôn là niềm hãnh diện của ngoại khi tôi vào đại học phải học tận thành phố hồ chí minh ngày nhận giấy báo nhập học ngoại tôi mừng lắm nhưng đêm đó bà không ngủ ngồi dậy ra thắp hương bàn thờ cứ đi đi lại lại sáng hôm sau bà quyết định bán cái quán là tài sản là cần câu cơm có giá nhất của hai bà cháu để lo cho tôi bà cười bảo bà còn mấy xào ruộng ráng làm lúa gạo ăn chi hết tôi thương bà quá năm thứ nhất nơi thành phố xô bổ ấy tôi có biết bao lo toan tiền nhà tiền trọ tiền sinh hoạt đồng tiền bà gửi cho tằn tiện thế nào cũng không đủ tôi phải đi làm thêm chạy bàn. Đồng tiền của ngoại, của tôi kiếm được, có khi bằng cả máu và nước mắt. May mắn năm hai và cả những năm còn lại, tôi luôn là sinh viên xuất sắc nên được học bổng không đóng tiền trường. Tôi có mối đi dạy kèm, tham gia sự kiện nên có thêm tiền để sắm được chiếc xe, mua được cái máy tính rồi cũng tự lập được và bà tôi không phải gửi tiền cho nữa mỗi lần tết hay hè về quê bà mừng lắm với xóm làng cháu bà lành nhất bà cười mãi nụ cười tưởng như không bao giờ tắt ấy ai ngờ khi tôi sắp thi học kỳ 2 năm tư đã không còn nữa tôi nhận được điện thoại của dì năm bảo bà bệnh nặng tôi xin phép về quê bà tôi đã kịt sức hơi thở còn lại chỉ dành chờ tôi ngày về để bà nhìn mặt tôi ôm bà trong ánh mắt mờ mờ ấy chút sinh lực cuối cùng cũng dành cho tôi bà thều thào con con nhớ sống tốt ngoại ngoại thương con chỉ bấy lời gửi lại rồi ngoại vĩnh viễn đi xa tôi chỉ biết gào thét trong đớn đau tuyệt vọng ngoại ơi răng ngoại không ráng đợi ngày con tốt nghiệp con sẽ về bên ngoại mà từ đó, tôi như con thuyền đơn độc trong bão tố của cuộc đời. Tôi phải vượt lên bằng ý chí nghị lực và cả niềm thương yêu khi nghĩ về ngoại. Tôi tốt nghiệp với luận án loại ưu và được một công ty uy tín tuyển dụng. Dần già tôi đã định hình và củng cố được vị trí vững chắc tại công ty bằng chính năng lực của mình. Cũng nơi này tôi gặp anh. Đó là lần hội thảo quốc tế ở Singapore hồi năm ngoái khi công ty tôi tham gia mà tôi là chủ nhiệm đề tài báo cáo tiềm năng quan hệ quốc tế trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Ngay sau chàng pháo tay tán thưởng khi tôi dứt slide báo cáo, một đại diện công ty quốc tế trong ngành viễn thông đặt cho tôi nhiều câu hỏi thú vị. Và chính người ấy sau này về nước đã tìm đến tôi. Từ mối giao lưu công việc chuyển dần qua tình cảm, rồi chúng tôi yêu nhau. Khi biết tôi đơn thân độc mã trong cuộc đời này, anh quyết định đưa tôi về giới thiệu gia đình anh và xin làm lễ cưới tôi may mắn được ba mẹ anh yêu thương và chấp nhận để sau đó chúng tôi được cưới nhau sau lễ cưới tôi đề nghị hưởng tuần trăng mật ở quê chồng tôi vui lắm bảo là nơi nào em thích là anh thích em cứ chọn anh sẽ là người thừa hành tôi cười bảo nhớ nhá anh không được phàn nàn nếu nơi em chọn có vất vả thiếu thốn cũng phải ráng chịu nhé. Chúng tôi ngoéo tay làm bằng. Và kỳ trăng mật của tôi là ngôi nhà của ngoại hôm nay. Tôi tranh thủ về sửa sang lại ngôi nhà sau 6 năm đã xuống cấp trầm trọng. Nếu không sửa, khoảng vài ba năm nữa chắc sẽ sụp đổ mất. Sau một tuần vất vả, nhờ đám thợ tài năng, có cả sự giúp đỡ của vợ chồng dì năm, mà công việc đã hoàn thành. Ngôi nhà được lợp lại với mái ngói đỏ au, tường cửa được làm mới. Ngôi nhà ngoại vẫn dáng xưa nhưng đã thay ra đổi thịt. Tất cả những vật dụng trong nhà cho một căn hộ tầm trung tôi sắm đủ. Mộ ngoại cũng sửa xong. Tôi cứ tưởng tượng ngoại tôi đang ở đâu đây, đang nhìn ngôi nhà, nhìn tôi mỉm cười. Ngoại vui lắm. Tôi làm một bữa tiệc nhỏ mời bà con Trước là tạ mã, tạ nhà, sau là cảm ơn xóm giềng bao bọc một phần đời của tôi và lo cho ngoại những năm tháng tôi học xa. Cũng bữa tiệc này, tôi chính thức giới thiệu với bà con về chồng mình. Tiệc tan, trời vào đêm. Trong căn buồng ngày nào tôi thao thức mãi, vậy là ước nguyện trở về sửa sang nhà cửa phần mộ cho ngoại đã xong, nhưng nghĩ về anh tôi cứ thấy mình có lỗi bởi tôi chưa bao giờ kể cho anh nghe về cha mẹ anh luôn nghĩ tôi là đứa con mồ côi tôi trằn trọc chồng như phát hiện ôm tôi em có điều gì à tôi ôm chồng anh nè có điều em còn dối anh nếu biết anh có giận em không thì nói anh nghe xem nào anh nghe sẽ không giận không biết mới giận tôi bật đèn ngồi dậy kể anh nghe về cha mẹ anh chăm chú lắng nghe rồi ôm tôi vai tôi ấm lời anh sao đời em bất hạnh vậy thôi hãy quên đi từ nay em đã có anh ba mẹ anh là ba mẹ của chúng ta ba mẹ thương và quý em lắm mà giờ em tính sao em luôn nghĩ mình mồ côi nên không cần tìm lại người cha đúng nghĩa nhưng thực tình em muốn được một lần gặp lại người đàn ông ấy để biết ông ấy thế nào. Vậy thì chúng mình đi gặp. Nhưng làm sao biết đâu mà gặp. Anh mở smartphone. Nó ở hết trong này. Ba em ngày đó làm phong trào đoàn. Có thể bây giờ là một cán bộ lớn. Cứ tra tìm là chắc có. Anh gõ tên ba tôi vào Google. Trong tích tắc, tên ông hiện đầy trong kết quả tìm kiếm à hình ông đây rồi giờ ông là phó giám đốc sở phụ trách đầu tư to ghê anh bảo ngày mốt mình đến gặp cứ để anh anh đã có cách hôm sau anh gửi mail tự giới thiệu về mình và mong muốn được gặp trao đổi cơ hội đầu tư với cơ quan chức năng của thành phố mail được phúc đáp và người hẹn tiếp chính là phó giám đốc sở tức là ba tôi hôm sau chúng tôi đón xe đến nơi hẹn chúng tôi được mời vào anh tự giới thiệu mình với tư cách là đại diện công ty đa quốc gia chuyên ngành công nghệ phần mềm đang đi tìm cơ hội đầu tư và tôi anh quay sang giới thiệu đây là linh trợ lý của tôi tôi ngồi yên lặng quan sát trong khi anh trao đổi công việc ông ấy là ba tôi tôi có nét gì của ông đôi mắt Vầng chán Và cả sống mũi nữa Đúng rồi Tôi đã nhận từ ông những nét ấy Ông nói chuyện mạch lạc Thu hút Kiến thức về đầu tư chuyên sâu tường tận Luôn lắng nghe và tâm đắc Khi chồng tôi trao đổi về triển vọng đầu tư Đụ cười ông cũng cảm mến lắm Một người đàn ông thông minh Đó là nhận xét của tôi Ngày xưa Mẹ tôi say ông là phải Ông bỏ mẹ tôi đã đành, nhưng sao lại bỏ cả tôi từng ấy năm trời như trong đời này không tồn tại giọt máu của ông? Hay sự công nhận tôi làm cản bước đường thăng tiến của ông? Chúng tôi kết thúc buổi gặp gỡ với lời hứa hẹn của đôi bên. Tôi chào ông, cố tình nhìn tận mặt ông thêm một lần nữa. Chiếc xe đưa chúng tôi về. Trên đường tiện ghé lại ngôi nhà có địa chỉ ghi trên các visit chồng tôi bảo tài xế dừng lại ít phút chúng tôi ngắm ngôi nhà ngôi nhà mặt tiền bề thế kín cổng cao tường ừ ba tôi là lãnh đạo cấp sở cơ mà tối đó chồng tôi gợi ý tìm thông tin về mẹ thông tin của mẹ thật mơ hồ tôi chỉ biết tên quê quán còn giờ mẹ ở nơi nào của tỉnh lạng sơn làm sao mà tìm được chồng bảo để anh anh sẽ tìm được Hệ thống phòng thủ Iran một thời anh còn vào được thì xá gì thông tin lưu trữ hành chính của một tỉnh. Vậy mà, anh tìm được. Tôi phục lăn, không hổ là chuyên gia cấp cao về phần mềm của một công ty đa quốc gia. Mẹ tôi giờ là chủ của một bữa kinh doanh nông sản xuất nhập khẩu. Bà còn có cả Facebook. Trang của bà có hình chồng và hai người con một trai một gái. Tôi thở phào Cả hai người đã bỏ tôi, bao năm tôi hận cả hai, nhưng hôm nay sao tôi lại thấy vui. Bởi dẫu gì đời tôi đã thành công, tôi đã hạnh phúc, và dẫu sao họ cũng là đấng sinh thành dù họ bội bạc. Họ giờ đều viên mãn với mỗi gia đình riêng, tôi không còn có gì phải bướng bận khi nghĩ về họ nữa. Vậy là 10 ngày trăng mật đã hết, sáng nay chúng tôi phải vào Sài Gòn bằng chuyến bay sớm tôi qua chào gia đình dì năm thưa dì thưa dượng tụi con đi ạ à? con nhờ dì giúp con trông nom nhà ngoại nếu được thỉnh thoảng dì mở cửa giúp con để nhà thoáng khỏi bị ẩm ngày dỗ tết chúng con sẽ về đây là chìa khóa cửa dì giữ giúp con nếu mẹ con về dì hãy đưa chìa cho mẹ mở cửa dì năm quần mắt đỏ hoe đến giờ mà con còn nghĩ đến mẹ nữa à ừ thôi các con cứ yên tâm đi đi dì trông coi nhà cửa cho nhớ có dịp thì về nhà nghe ngoại con trông con mà dì dượng cũng mong con đó chào dì chúng tôi ra xe taxi xe chuyển bánh tôi bấm cửa xuống nhìn ngôi nhà một lần nữa chồng ơi em vui lắm anh có vui không vui rất vui anh sẽ về kể với ba mẹ rằng chúng ta hưởng tuần trăng mật với khách sạn ngàn sao ở lâu đài của ngoại lâu đài của ngoại tôi reo lên đúng rồi mình sẽ gọi nhà ngoại là lâu đài anh nhé ừ ngoại là lâu đài mênh mông nhất trong cuộc đời em mà tôi úp mặt vào vai anh hạnh phúc với tôi giờ thật vô ngần cảm ơn quý vị đã lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại